Tuấn Anh xin kính chào quý vị của đài BC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19 trong chương trình khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Tuấn Anh trở lại bên cạnh là Trưởng Lâm và thầy Tâm. Tuấn Anh chào quý thầy. Chào Tuấn Anh và chào thầy Tâm. Kính chào quý khán thính giả, chào Tuấn Anh và chào Trưởng Lâm. Dạ vâng, hình như là người ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng 3 cờ bạc, tháng 4. Tháng 2 đi cày. Tháng 3 cờ bạc và tháng 2 đi cày. Dạ vâng, trở về. Khi thực sự là bây giờ đó là mình đã qua, mình thấy là bắt đầu không khí Tết là cũng đã hết rồi đúng không ạ? Dạ. Hay mà còn mùng còn Tết. Còn mùng là còn Tết đúng không? Nói vậy đó, không hết mùng rồi. Hết mùng qua bên. Nhưng mà nói như thế này nè, trong 3 người mình ngồi đây đó là hai người ăn Tết đến cái độ mà bây giờ nói giọng nghĩa là khàn hết rồi. Chắc là tại ăn bánh tét. Chắc là tại ăn bánh tét chi. Giọng bị kẹt hết rồi. Dạ. Phải xin lỗi quý vị khán thính giả nếu mà khó nghe một chút xíu thì cũng thông cảm dù. Thông cảm. Dạ vâng, thì tụi anh thấy ngày hôm nay ở trên trang nhà của Thư viện Việt Nam Toàn cầu có một cái article mới nhất. Thư chắc là mời Trưởng Lâm trình bày. Vâng, như thường lệ trang chính của Thư viện Việt Nam Toàn cầu có những cái bài mới và đặc biệt về văn hóa dân tộc. Trong cái bài mà tụi anh vừa mới nhắc đến là cái bài nói về người Sài Gòn. Cái nhan đề rất là lạ là không thể không phải dân Sài Gòn và người viết là Trư Trọng Nghĩa. Gọi là dân chơi Sài Gòn. Không thể không phải là dân Sài Gòn. Dạ vâng. Tức là phải như vậy. Phải như vậy mới là dân Sài Gòn. Dạ vâng. Là bây giờ mình cho một cái cụ thể như thế nào là dân Sài Gòn thưa Trưởng Lâm? Dân Sài Gòn, một cái đoạn ngắn của cái bài viết. Tính cách của người Sài Gòn là tính cách của người Việt từ những miền quê của cả nước hội tụ lại, hòa quyện với văn hóa của các cộng đồng người Hoa, người Chàm, người Khmer, người Ấn và người phương Tây chung sống với nhau từ trên 3 thế kỷ ở vùng đất mới, kết tinh lại thành nét riêng. Nói tóm lại đó, cái Sài Gòn á là một cái nơi tụ tập cũng không khác gì cái nước Mỹ này. Yeah, và của Hiệp Trung Quốc. Vâng, một cái tinh hoa kết tụ từ những cái vùng đất khác nhau. Và khi mà mọi người từ tha phương mà trở về Sài Gòn thì ngoài cái lòng yêu Sài Gòn ra, bên cạnh vẫn canh cánh cái tình yêu thương của quê hương của mình. Bởi vậy mình mới nghe cái câu thơ thế này: nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thơ của Nguyễn Sa. Tại vì người từ ngoài Bắc vào miền Nam sống yêu thích nắng Sài Gòn nhưng mà nhớ lại màu áo lụa của cái lúc mình sinh thời đó. Dạ vâng. Vậy đố tụi anh vậy chứ cái Sài Gòn á, mà buổi sáng của Sài Gòn, ăn sáng của Sài Gòn có gì đặc biệt? Sáng sớm hả? Tụi anh thì thích ăn xôi với lại phở. Cái cô này họ còn ở Việt Nam là hoặc là giàu lắm hoặc là nghèo lắm. Khoai lang, khoái ăn sang, khoái ăn sang. Không mà tụi anh là chính gốc là người Sài Gòn. Từ nhỏ tới lớn là vậy là phải biết đặc điểm người Sài Gòn ăn sáng là bánh tại mì. Người Sài Gòn nghèo ăn sáng như thế nào? Dạ vâng. nhưng mà thật sự nói cho sang như vậy chứ tụi anh thì chưa bao giờ mình gọi là được có bữa ăn sáng. Tại vì nhà nghèo lắm. Nhà rất là nghèo cho nên là cũng không bao giờ mà mẹ có như ồ thí dụ sáng vậy mình thấy mấy người học chung với mình, bạn học á, vô nói ồ hôm nay mẹ cho tiền sáng để trên bàn rồi gì đó. Nhưng mà mình quay lại tuổi thân tại chứ giờ mình được tiền sáng riêng, tiền túi riêng. Thí dụ có ăn thì là cơm nguội, ở nhà ăn rồi đi học vậy thôi chứ chưa bao giờ. Bởi vậy nói chung chứ ăn sáng nói là xôi là mơ ước được xôi với phở chứ không có. Rất là ngạc nhiên thưa trưởng, em thấy là từ đầu tháng giêng tức là trước Tết cho tới bây giờ là trên trang chính của Thư viện Việt Nam Toàn cầu rất là nhiều bài viết về Sài Gòn, nhớ lại thời gian Sài Gòn của thuở xưa, nói những cái đặc điểm của Sài Gòn, cà phê Sài Gòn như thế nào, bánh mì Sài Gòn như thế nào, đó là cái thời trước làm cho gợi nhớ lại cái thuở thanh bình trước 75. Nhưng mà sau này cũng có một cái bài viết rất là hay cũng nói về Sài Gòn, về những cái tác giả là Mai Thanh Triết, ông viết về những cái ông gọi là từ thiện đại chúng, tức là những cái ổ bánh mì mà người ta phát bánh mì cho người nghèo. Mà nhắc tới vấn đề ăn sáng của Sài Gòn, ở Sài Gòn ai cũng biết từ trong hẻm đi ra là sắp hàng tất cả mọi cái thức ăn sáng. Đúng rồi, từ bánh mì, từ rồi xôi, rồi khoai lang, rồi
đủ thứ, mình không có thiếu cái gì hết. Mà không biết tụi anh mà làm sao mà có thể đi qua cái dãy hàng quà như vậy mà đến trường học được mà. Bình điên. Vẫn đi chứ, tại vẫn đi chứ. Bây giờ ngừng lại rồi ăn thiếu, ta đâu cho đâu, phải đi tiếp tục. Dạ vâng, thì thường thường là tới 4, tụi anh nhớ là cứ 4 giờ sáng là có mấy cái loa, mấy cái ô bạc lơ. Rồi cái rồi gọi dậy hú lên để đi tập thể dục. Vâng. Tập thể dục rồi xong rồi cái trong hẻm tụi anh thì ở ngay tại Chu Minh Giảng thì hẻm rất là lớn, thì trong đó thì mấy cái tập trung ra, cái gọi ra xong cái đi ra tập thể dục. Cái sáng sớm nhớ tập thể dục xong khoảng chừng 6 giờ rưỡi á, thì sẽ có mấy người chở mấy cái xe bánh mì rồi đi phát cho những cái hộ nào mà được lãnh gia bánh mì. Dạ. Dạ tụi anh nhớ là như vậy. Vâng. Đó là thời gia đình tụi anh thì lúc nào cũng là được vô là cái sổ đỏ, cho nên là không bao giờ được không bao giờ được cái gì hết. Được cái không bao giờ nguy thôi quý vị. Cái từ đó là không được rồi đó nha. Đừng thử. Dạ vâng, mình trở lại không biết rằng là thưa trưởng Lâm ơi, mình trưởng Lâm còn gì không còn chứ cái dạ, vâng tới à. Sài Gòn mình phải nói chút xíu. Dạ. Tại vì cái tính tình của người Sài Gòn đó là lạc quan và yêu đời. Dạ. Dù ở trong hoàn cảnh nào nghèo nàn đến đến mức nào đi nữa thì nụ cười của người Sài Gòn vẫn là sang sảng, vẫn vui tươi. Dạ. Giống đây. Rồi bên cạnh đó là có những cái khóc thầm nhưng mà đối xử với nhau rất là nồng nhiệt, vô tư, không có âm mưu. Đó là những cái tính tình rất là đặc biệt của người Sài Gòn. Em chị thưa quý vị, tôi thì chỉ nhớ có một món là bánh mì ở Sài Gòn trước 75. Sáng mà có được một bánh mì giống như bánh mì ở Pháp mà nó dài mà bánh mì mình mượn baguette á. Tôi cũng mời quý vị dòm trên màn ảnh, tôi đang đọc một cái tài liệu viết trên trang chính của Thư viện Việt Nam Toàn cầu mang tên là Bánh mì Sài Gòn theo dòng thời gian và tác giả là Xuân Hương. Tôi bảo đảm người nào mà ở Sài Gòn đọc bài này cũng rất là cảm thương Sài Gòn. Có một số hình ảnh trong bài viết này nói về những cái cảnh hồi đó mình đi bến xe đò như thế nào, rồi người dân bán bánh mì cho mình như thế nào, rất là hay thưa quý vị. Thì tôi mời quý vị nếu mà rảnh thì ghé tvvn.org để đọc thêm những bài viết rất là thân thiện. Dạ vâng. Về Sài Gòn cái này là xe dừng mà bánh chạy tới nè. Đúng rồi đó, có nhiều khi chạy chậm rồi xe dừng là tại vì ủa sao có đố là cái xe dừng mà bánh chạy tới, ủa sao xe dừng là phải bánh dừng chứ không xe dừng bánh chạy tới là bánh mì chạy tới. Yeah. Nhớ ha, nhớ cảnh xưa mà lúc đó anh như chưa có mình. Dạ vâng, mời chuyển làm tiếp tục. Nếu mà mình nói nữa thì mình cũng sẽ nói tới vấn đề thực phẩm ăn uống này kia. Yeah. Thôi bây giờ mình đổi một chút cái chương trình đi, bây giờ mình trở lại cái technology về kỹ thuật đi. Để rồi mình để dành dạ vâng. Cái vấn đề nhưng mà mình chỉ còn có một hai phút nữa. Nhưng mà nói nhanh một chút á, là mình có cái gì mới hay không trong tuần này hay không để mình rất nhiều thưa quý vị, trong tháng vừa rồi đó, về khoa học kỹ thuật nó có một cái hội chợ rất là lớn, nó gọi là hội chợ Mobile World Congress. Cái chỗ này là nơi mà họ triển lãm tất cả những cái gì mới nhất, những cái gì mà đặc sắc nhất của năm nay cũng như là 5 năm tới về điện thoại thông minh. Đặc biệt là nó nói thêm về cái nó gọi là thế giới ảo, virtual reality. Thì trong cái phần 2 của chương trình chúng tôi xin phép giới thiệu thêm nhiều nữa. Chỉ còn một phút nữa thì tôi xin nhắc nhở quý vị là Thư viện Việt Nam Toàn cầu có nhiều lớp học đặc biệt trong những cái tháng tới. Lớp dạy đàn guitar cho những người nào chưa biết đàn guitar, lớp sáng tác nhạc, lớp keyboard của thầy Nguyễn Phú Phát cũng như lớp thanh nhạc của thầy Nguyễn Phú Phát, cộng thêm những cái lớp của thứ tư về dạy về đũa thần điện toán và đặc biệt là lớp chủ nhật của thầy Đoàn Đức dạy về điện toán căn bản. Thì mời quý vị đến ghi danh miễn phí ở địa số điện thoại là 714-893-3043 thưa quý vị. Dạ vâng, thưa cảm ơn quý thầy rất nhiều. Kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi sẽ trở lại phần 2 trong chương trình.